Hồi ức người lính sư đoàn bộ binh 7, tác giả Lê Hiếu, số 21. Pháo bắn về hướng Tây, bây giờ anh em tôi đi tìm vị trí hướng Đông, thật là vô lý. Tôi hỏi, vậy anh em mình đi về hướng này làm gì hả anh? Cái lão ước chỉ C2 mình lên đây sẽ tạm dừng chân ở hướng này, chờ chuẩn bị thay thế vị trí cho D9. Hướng này là chốt cũ, nhiều mìn và nguy hiểm lắm, mình không vào. Tôi tranh thủ hỏi, anh Hồng ơi, nhiệm vụ của liên lạc đại đội khi đánh vận động là gì? Khi đánh vận động, mày phải bám theo tao, không được rời một bước, khoảng cách không quá 20 mét. Nhiệm vụ sẽ nhận tin do tao bảo, truyền đi đến các trung đội hay bộ phận trực thuộc. Xong việc, quay lại chỗ tao ngay, chờ lệnh khác khi cần. Quyền hạn của mày hay mệnh lệnh của mày ngang với tao trong chiến đấu. Lời nói của mày là của tao truyền xuống cấp dưới. Ngoài ra, mày còn phải bảo vệ tao trong khi tác chiến, bởi tao không tự lo cho mình được vì mày quan sát trận đánh, điều phối những gì cần thiết nhất trong đội hình đại đội. Người liên lạc giỏi có thể thay mặt thủ trưởng khi cần thiết, như thằng Đào bên C1 chẳng hạn. Nó nhảy một phát từ liên lạc lên chính trị viên đại đội trong trận 26 tháng 9 vừa rồi. Anh em tôi về đến trận địa pháo 105 ly, mọi người của D7 tụ tập hết tại đây, trận địa pháo vẫn nổ giòn giã. Lúc này cũng khoảng 10 giờ rồi, một đoàn xe 4-5 chiếc, đi đầu là xe jeep 2-3 chiếc, rồi một xe tải to đầy lính cũng từ ngã ba chóp đến. Bước xuống xe là những cán bộ cấp cao, nhìn họ đi đứng ăn nói thì biết họ toàn người đã đứng tuổi rồi, nếu ở ngoài đời, có lẽ lứa chúng tôi phải gọi bằng bác, bằng ông, hoặc ít nhất cũng gọi bằng chú trở lên. Hơn chục người, cặp sách ra, súng đeo bên hông, còn cái xe tải chở lính kia có lẽ là đám lính bảo vệ, các tướng lĩnh sĩ quan chỉ huy. Các ông nhìn đám lính đứng ngồi bên vệ đường chúng tôi, không hỏi không nói, còn đám đi theo thì nhìn soi mói nghênh nghênh, dễ ghét. Chắc chúng nghĩ làm thằng lính bảo vệ các sĩ quan là oai lắm. Các sĩ quan này đứng lại tại trận địa pháo chỉ trỏ nói gì với nhau rồi dở bản đồ ra. Nói gì đó chúng tôi không nghe rõ. Thế rồi tôi nghe một ông nói. Đêm nay pháo 105 bắn chi viện cho E-209 hết cỡ, dập mạnh vào, ngày mai lấy chốt cửa mở bằng mọi giá. Thế rồi nhóm sĩ quan đó bỏ đi vào trong, đám bảo vệ bám theo một đoàn. Anh em chúng tôi lúc đó mới nghe thấy mấy ông lính già nói. Người vừa nói chi viện cho trung đoàn 209 hết cỡ là thiếu tướng tư lệnh quân đoàn 4 Hoàng Cầm. Dạ vậy, các tướng lĩnh đi thị sát mặt trận và ưu tiên trung đoàn 209 đêm nay được chi viện pháo binh hết cỡ cho trận đánh ngày mai. Nhưng đơn vị nào của trung đoàn 209 lên đánh và được sự chi viện hết cỡ của pháo binh? Chẳng còn ai khác ngoài D7 của E-209. D8 đánh ngày hôm trước không vượt qua được bức tường ổi. Nó là một con đê cao nổi hẳn trên mặt ruộng. Nó cao khoảng 4 mét, giữa là mương nước trong veo, thỉnh thoảng có những cái cầu khỉ bắc ngang. Sau này khi quân ta vượt qua rồi mới biết. Có người nói rằng Post xây dựng con mương này dùng để chống xe tăng của ta. Nhưng theo tôi hiểu, có lẽ không phải như vậy. Đây là con mương thủy lợi đưa nước vào đồng ruộng mùa khô. Sau này, bước chân lính tình nguyện lê khắp đất ca, đâu đâu cũng thấy mương thủy lợi đưa nước vào đồng ruộng, được chính quyền Post rất xem trọng. Chúng phải làm vậy thì ruộng đồng mới đủ nước cấy 2-3 vụ một năm. Chuyện trông chờ vào thiên nhiên lâu nay chỉ là chuyện làm ăn cá thể. Chế độ công xã của Post, có lẽ cái mương thủy lợi là cái tốt nhất mà tôi thấy được của chúng để lại cho dân tộc Khmer. Khi D8 vào trận, chúng đã ở trên bờ đê cao với hỏa lực mạnh, cùng với đạn nhọn bắn như vãi đạn, khiến lính D8 chúng tôi thương vong vô số, mìn địch răng vô tội vạ. D8 kiệt sức sau một ngày đánh vất vả. Hôm sau, D9 được vào thay, lần này với 3-4 xe tăng cùng 6-7 thiết giáp M113. Nhưng chiều hôm đó, tin chính xác 2 tăng và 3-4 thiết giáp của ta bị địch bắn cháy ngay bên bờ tường ủi.
Tôi không nhớ chính xác con số cụ thể của M113. Lính D9 cũng thất thủ như D8 và thương vong cũng rất nhiều. Dây bộ của D9 phải lùi sâu xuống hơn 1 km để củng cố lực lượng. Cả ngày phản công 3 lần nhưng vấp phải sự kháng cự mãnh liệt của địch nên lại dậm chân tại chỗ, chung số phận với D8. Quân số D9 lùi về tuyến sau chẳng còn là bao nhiêu vào buổi chiều hôm đó. Bên kia, lính sư đoàn 2 của quân khu 5 đi đánh phối thuộc cùng quân đoàn 4 cũng gặp sự phản kháng tương tự. Đội hình sư đoàn 2 cũng chưa nhích lên được chút nào và hướng đó đã đẫm máu lính tình nguyện của ta. Bên trung đoàn 141 của sư 7 cũng không khả quan gì, mặc dù họ có cái ưu thế hơn những đơn vị khác là quen địa hình hơn, vì theo chúng tôi được biết, hướng Bắc Chóp là chốt giữ của trung đoàn 141. C-13 của trung đoàn 141 gặp phải bãi mìn lớn, chỉ trong vài giây đầu lính ta đạp mìn gần chục người. Tư thế tiến công bị khựng lại và lính ta bị địch từ trên bờ mương tường ủi cao bắn xuống không tránh đi đâu được. Thương vong lớn là điều không tránh khỏi, địch cũng bị ta pháo kích dữ dội, xe tăng thiết giáp bò tới tận nơi, nhưng để vượt được qua bức tường ủi đó cũng là cả một vấn đề lớn. Cho đến 18 giờ tối hôm đó, chưa có người lính bộ binh nào của toàn tuyến cửa mở của quân đoàn 4 vượt qua được chỗ xác xe tăng cháy của ta, nằm đó từ 9 giờ sáng nay. 14 giờ chiều hôm đó, D7 chính thức nhận lệnh chuẩn bị đêm nay vào thay, đánh cửa mở bên tường ủi, giải quyết những khó khăn của hướng quân đoàn 4 và lại một lần nữa, C2 chúng tôi là mũi tiên phong của hướng D7 trong trận này. Mấy chiếc xe tải GMC chở theo lính D7 chúng tôi cũng vừa lên đến nơi. Quân số đủ, gồm cả bộ phận anh nuôi quản lý, tất cả xuống xe ngay bên trận địa pháo, rồi chúng tôi hành quân theo đội hình D7 về hướng tây của trận đánh của D9, vào sâu khoảng 2 km thì dừng lại giữa đường, nấp bên những bụi tre cùng những gò cao bên con đường đất. Xe cứu thương hay vận chuyển đạn dược lên tuyến trên cũng đi trên con đường này. Không khí bụi mù, lính áo xanh đi lại rầm rập. Khí thế của mặt trận bừng bừng. Phút chốc làm tôi nhớ đến cảnh quay của những bộ phim về chiến tranh thế giới 2, những đơn vị Hồng quân Liên Xô ra mặt trận, giải phóng châu Âu. Và ngày hôm nay, những người lính chúng tôi cũng khí thế như vậy, cũng hiên ngang như vậy, trên con đường vào giải phóng những dân tộc bị xiềng xích ở châu Á. Tự hào thay những người lính tình nguyện Việt Nam hôm nay. Một trung đoàn của lính sư đoàn 2 quân khu 5 đi cùng hướng với chúng tôi. Anh em hành quân một hàng dài đi về hướng bờ tường ủi. Họ cũng là những người lính trẻ như chúng tôi. Quân trang mới nguyên, mặt búng ra sữa, bồng đồ quân tư trang trên lưng, vai vác súng, với những bước chân vững chắc, đầy tự tin, hiên ngang, dũng cảm bước lên phía trước. Điều khiến lính sư 7 chúng tôi ấn tượng nhất về họ là anh em quân khu 5 đeo gùi được đan bằng tre trên vai. Trong gùi cắm đầy đạn B-40, B-41. Có thể đây là đặc điểm riêng của những người lính Tây Nguyên. Ấn tượng lắm, bởi họ chính là những người lính sư 2. Hợp đồng chặt chẽ nhé, đánh mạnh nhé, những người anh em quân khu 5. Chúng tôi luôn sát cánh cùng các anh trong trận đánh này. Hãy đánh cho lính Pốt biết thế nào là quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng. Đội hình D7 dừng lại nghỉ ăn trưa. Anh nuôi tranh thủ nấu cơm canh mới cho chúng tôi để dành cơm nắm cho chiều tối nay hoặc ngày mai khi chúng tôi vào trận không có thời gian hay điều kiện nấu nướng cơm nước. Lính D7 chúng tôi đi lại lộn xộn thăm hỏi nhau. Mạnh anh nào, anh đó tìm chỗ tránh nắng dưới những bụi tre gốc cây. Anh em thông tin còn mắc được võng nằm tòng teng bên bụi tre. Tôi bám theo nhóm cán bộ quân sự của tiểu đoàn nên về đơn vị sau. Cùng C trưởng Hồng, những thông tin của trận đánh bên D8, D9 được anh em cóp nhặt về, thông báo thì thầm cho nhau. Tin chính xác cũng có, tin thất thiệt cũng nhiều. Nhất là đám tân binh chưa từng tham dự trận nào, mặt mũi đầy lo âu. Còn đám anh em lính cũ tham dự nhiều trận rồi thì bình thường coi như chuyện cơm bữa. Tôi cũng có chút lo âu
bởi đây là lần đầu tiên tôi tham gia đánh vận động, cũng có chút kinh nghiệm của trận đánh chốt chặn và tự tin ở mình nên bình tĩnh hơn. Dù sao thì cũng thông cảm cho anh em lính mới. Giữa cái sống cái chết, kề cận, chuyện lo âu cũng là chuyện đương nhiên. Còn sau này thì đánh vận động hay chốt giữ xảy ra hàng ngày, 2 hay 3 trận một ngày cũng giống nhau cả thôi. Chai sạn trận mạc, chuyện sống hay chết cũng dễ chấp nhận hơn. Khoảng 2 giờ chiều, lệnh của trung đoàn phát xuống, tiểu đoàn 7 lên thay vị trí cho tiểu đoàn 9 tại cửa mở. Bên bờ tường ủi, anh em khẩn trương thu dọn tư trang lên đường. Tôi thông báo cho anh quân quản lý chuyện anh Hồng đã ra mệnh lệnh cho tôi trả bớt lương thực, trả bớt 50% cơ số đạn cho nhẹ thân khi vận động, bởi nhiệm vụ riêng tôi đặc biệt hơn anh em khác trong đội hình C. Nếu ai có ý kiến gì khác hay không chấp hành mệnh lệnh này, xin mời gặp C trưởng, và tôi chỉ là người thừa hành, không hề có ý kiến riêng của mình. Vậy là tôi đã mang vác nhẹ đi một nửa so với lúc đầu. Ở gần sếp trưởng cũng có cái hay, và tôi cũng lợi dụng triệt để khả năng này cho bản thân mình. Khi đi ngang qua đội hình dây bộ, tôi nhận được lệnh của chính trị viên tiểu đoàn, anh Điệp gọi dừng lại. Hơi ngạc nhiên, nhưng tôi đứng lại chờ. Mũ sắt đội trên đầu, ngực mang bao xe đầy đạn, lưng cõng ba lô, áo sơ mi sắn tay, súng trống dưới đất, quần đùi rộng thùng thình, chân đi giày đen cao cổ, đứng dưới trời nắng như đổ lửa đó. Anh Điệp rút quyết định ra, đọc quyết định kết nạp đoàn cho tôi ngay trên đường vào trận đánh. Tôi đã chính thức là đoàn viên thanh niên cộng sản trong cái bối cảnh đó, và trên tờ quyết định ghi ngày 31 tháng 12 năm 1978. Lịch sử kết nạp đoàn viên mới của đoàn thanh niên cộng sản chẳng mấy ai có được hoàn cảnh đặc biệt như tôi. Hết sức đơn giản nhưng cũng thật là hào hùng, bởi chung quanh tôi từng đoàn quân đang rầm rập tiến lên phía trước, cảnh thật 100%, và chính họ là phông nền cho buổi kết nạp đoàn viên mới này ngay trên trận địa. Chúng tôi hành quân vào sâu gần 2 km nữa. Lúc này các mũi đã tản ra hết, còn D7 chúng tôi đi về hướng D9 tiền phương. Lác đác bắt đầu thấy vết đạn pháo cối nổ nơi đây, những thửa ruộng trơ gốc rạ và những bụi cây to xen lẫn nhau. Dây bộ D9 bên trong một lùm cây to rậm rạp xanh chung quanh vết đạn pháo cối nổ chi chít. Nhìn trận địa cũ là biết ngay, đất bị cày xới lên, ám khói đen kịt. Một chiếc hố chiến đấu cá nhân ngay bên vệ bờ thửa ruộng của ai đó đã đào, trên có nắp bằng những cành cây được phủ đất kín lên trên. Một quả đạn pháo rơi trúng nắp hầm chiến đấu đó, làm cái hố toang hoác. Chủ nhân của nó chắc đã hy sinh vì quả đạn pháo này. Vết đạn ăn sâu xuống tận lòng hố chiến đấu. Chung quanh mép hố, vải quần áo lính mình vương vãi nát vụn. Người tận số. Khi vào sát D9, phía sau lùm cây mát, một cái võng của lính vận tải để đó, trong võng vẫn còn lại thân thể của một đồng đội nào đó của D9, chỉ còn lại phần từ bụng trở xuống. Dưới chân vẫn mang đôi dép cao su quân khu 7 mới nguyên, quần áo xanh dờn. Phần bụng tử sĩ được anh em vận tải bọc bằng tấm ni lông, rồi dùng dây dù buộc chặt xuống ngang mông, tang thương. Vào sát chút nữa, chúng tôi sộc ngay phải cái phẫu của D9. Anh em tử sĩ của D9 đang còn nằm đó rất nhiều, chưa kịp chuyển ra. Từ sáng đến giờ, xe cứu thương chỉ chuyển thương binh về tuyến sau, còn tử sĩ ruồi nhặng bâu đầy, thương lắm. Sâu hơn nữa, thương binh còn nằm đó rất nhiều. Đội ngũ y bác sĩ tất bật chạy tới chạy lui, kiểm tra người này, khám cho người kia. Thương binh người còn tỉnh đau đớn nhăn nhó, người bất tỉnh mê man im lìm. Và xa kia, những bộ phận tay chân sau khi phẫu thuật cắt bỏ được vứt ra xa giữa trời nắng, căng phồng lên thoang thoảng mùi, đau lòng buốt ruột. Tôi ôm mặt nhìn khung cảnh này. Trời ơi, xương thịt người Việt Nam chúng tôi không phải củi trong rừng, máu chúng tôi không phải nước suối,
và mồ hôi nước mắt lính tình nguyện chúng tôi cũng không phải công dã tràng ngoài biển Đông. Nỗi căm hờn dâng trào trong lòng tôi khi đó, những người lính khác của D7 cũng như vậy. Thù này, xương máu này phải trả, nhất định phải trả. Ban chỉ huy của tiểu đoàn 7 do anh Ước dẫn đầu vào nhận trận địa của D9. Các xe của D7 tản ra từ vị trí này lên tuyến trước cũng còn gần 1 km, nên lính chúng tôi vẫn còn nghênh ngang lắm. Đạn cuối tầm của địch khi bắn từ trên bờ tường ủi cao xuống mặt đất, có lính D9 phía dưới đường đạn tả âm văng lên, đầu đạn quay ngang mặt đất, nghe chiều chiếu chói tai. Chúng tôi phải chờ trời tối mới lên nhận vị trí được. Anh em D7 tạm nghỉ, từng đại đội tìm vị trí chung quanh dây bộ tiền phương D9 mà chờ. Ban chỉ huy C2 nằm trên dây bộ bên cánh trái, cạnh cái ụ mối cao có khóm tre già sơ xác. Cũng về chiều rồi, nắng đang ngả dần. Vị trí này chúng tôi có thể quan sát thấy hướng E141 bên cánh trái C2 chúng tôi. Các bộ phận vận tải bên đó cũng rất bận rộn, cáng võng chạy đi chạy lại trên đường hướng bên đó. Từ đây về dây bộ cũng rất gần, chỉ vài bước chân, cũng chẳng quan trọng gì vì chúng tôi biết chắc rằng cũng chẳng ở đây bao lâu mà quan tâm chuyện đó. Khoảng 5 giờ chiều, liên lạc D7 chạy xuống báo C trưởng C2 chuẩn bị đi nhận trận địa trước, và đương nhiên là tôi sẽ cùng theo anh Hồng đi nhận trận địa trước rồi. Lúc này anh Hồng nói với tôi, mày theo anh lên nhận trận địa. Khi đi đường nhớ tìm vật chuẩn, nhớ giấu để quay về móc đơn vị lên. Lên đó anh ở lại, mày quay về. Khi lên dắt từng trung đội vào vị trí, tao sẽ đón. Nhưng em biết dắt họ vào đâu? Trung đội nào nằm vị trí nào phải do anh chứ? Lên đó nhận trận địa, rồi tao sẽ chỉ chỗ cho từng B vào vị trí. Có trận địa rồi mới bố trí được, hiểu chưa? Em hiểu rồi. Thế chứ, khơi khơi anh bảo em dắt họ vào, em biết đường nào mà đưa họ đi. Kế hoạch là vậy. Sơ sơ, tôi đã hiểu được nhiệm vụ liên lạc của mình, và điều đó tôi làm được. Tôi không phải loại nhát chết, nên chuyện đi lại trong đêm tối không có gì phải sợ. Hơn nữa, tôi có súng mà, sợ gì. Trời nhá nhem tối, bộ phận cán bộ quân sự của tiểu đoàn lên đường ngay. Đám liên lạc cũng bám theo cùng trinh sát. Tác chiến D, trong đám cán bộ C này có anh Ngát, C trưởng C5 hỏa lực lính Hà Bắc. Anh quý tôi lắm, chỉ tiếc thằng em không phải lính C5, gặp tôi lúc nào cũng khoác vai bá cổ, bẹo má. Sẵn thuốc lá trong túi là rút ra mời thằng em, thỉnh thoảng vẫn trêu tôi. Anh nói, này, thằng liên lạc C2 ơi, đừng đánh thằng liên lạc C anh nhé. Mày mà đánh nó là anh và lão Hồng lại phải đánh nhau đấy. Nói vậy rồi anh lại cười hô hố. Chuyện cũ qua lâu rồi. Có lần tôi tát thằng liên lạc của anh Ngát một cái, tội chửi bậy. Chả là khi tôi đi ngang qua giếng nước ăn của C5, vì không biết đó là cái giếng để lính C5 múc nước ăn nên đã ra rửa chân ở đó. Thằng liên lạc C5 ở đâu chạy ra, cứ thế mà bố mày mẹ tao nó chửi. Tiếng Nghệ An nghe nặng tai, bực mình vì bị chửi vô lý, tôi tát cho nó một cái trời giáng. Nó chạy về báo C trưởng, chẳng biết nó đã nói cái gì. Anh Ngát cầm đầu một đám anh em kéo sang C tôi hỏi tội. Tôi ra nói, em chẳng làm gì nó, đang rửa cái chân ở vũng nước, nó ở đâu chạy ra cứ em nó chửi. Cái thằng này nó bị điên hay sao ấy, nhịn mãi không được. Bực quá em tát cho nó một phát, có thế thôi, em có làm gì đâu. Anh em đứng đó nghe chuyện của tôi cười ầm lên. Người không biết, người nói trọ trẻ, bố thằng nào hiểu thằng nào. Hòa, thế là hòa, chỉ có thằng liên lạc C5 là ăn phát tát. Từ đó anh em biết nhau, rồi thân nhau. Thằng liên lạc C5 với tôi cũng thân nhau, thỉnh thoảng nó vẫn lấy thuốc lá của anh Ngát cho tôi, nó không hút thuốc lá. Chúng tôi đi được một đoạn thì nghe tiếng nói quen quen trên đường dây vô tuyến PRC25. Chợt nhận ra tôi gọi, Hải phải không? Hiếu.
Tao nhận được tin từ chiều tiểu đoàn mày vào thay vị trí cho tiểu đoàn tao. Mày khỏe không? Trong bóng chiều tối mờ mờ, chúng tôi gặp nhau trên đường hành quân. D9 đơn vị hải rút ra, D7 chúng tôi chuẩn bị vào thay vị trí. Mừng quá, chúng tôi nắm tay nhau. Hải nhắc nhở: trên đó nhiều mìn lắm đồng hương ơi, cẩn thận nhé. Tiểu đội tôi hôm nay thương vong nhiều lắm. Bạn có nhận được thư của gia đình không? Nó hỏi tôi dồn dập như chưa từng bao giờ hỏi không bằng. Rồi nó nói: tao vẫn biết tin tức của mày qua anh Phắng sang làm C trưởng C13D9. Trước anh Phắng là B trưởng B mày phải không? Thế rồi chúng tôi phải chia tay nhau. Tình bạn, tình đồng đội, đồng hương gặp nhau trên đường hành quân, nói vội với nhau mấy lời, rồi mỗi người một hướng, mỗi nhiệm vụ riêng. Nhắc nhở động viên nhau vài lời, quý lắm. Nó đi rồi còn ngoái cổ lại hỏi tôi: mày là liên lạc C2 phải không? Hôm C2 bị đánh trên chốt, tao lo cho mày quá. Sau anh em về viện nói mày không sao, thế là tao mới yên tâm. Hóa ra mọi chuyện của tôi anh em bên D9 đều biết cả. Vậy mà chỉ có tôi là không biết gì về anh em của mình bên đó hết. Nhóm anh em đoàn Hà Nội về D9, một số ở trên dây bộ, trong đó có thằng Hải, nên họ có điều kiện thông tin, biết hết chuyện bên D7 chúng tôi. Lính Hà Nội về D7 xuống hết các C nên mù tịt. Lên thêm một đoạn nữa, chúng tôi gặp chiếc xe tăng đang kéo chiếc thiết giáp M113 bị cháy trên cửa mở sáng hôm nay về tới đó. Anh em đang lôi xác tử sĩ thiết giáp trong xe ra, họ bị cháy đen như than, cũng đầu 4-5 người. Tôi không dám nhìn nữa, thảm thương quá. Làm lính tăng thiết giáp mà gặp cảnh này thì cũng chẳng sung sướng gì. Cứ làm lính bộ binh cho khỏe, đánh không nổi thì đào lấy cái hố rúc đầu xuống là yên tâm hơn. Vừa bám theo các thủ trưởng, tôi vừa đảo mắt tìm vật mốc cho đường quay về, cố mà nhớ những gì có thể trong tầm mắt trong đêm tối. Đám trinh sát và tác chiến D9 đã đưa chúng tôi tới nơi. Bờ tường ủi trước mặt chỉ là một vệt trăng trắng, chưa xác định rõ là cái gì. Từ đây đến đó còn khoảng 150 mét nữa, chung quanh ruộng khô phẳng với những bờ thửa vuông vắn, thỉnh thoảng vẫn có chỗ còn nước xâm xấp. Lính D9 vẫn nằm im tại vị trí chờ lính D7 chúng tôi vào thay. Một vài người lom khom chạy đi chạy lại. C2 chúng tôi nhận vị trí thay cho C11 của D9. Tôi phải quay lại móc đơn vị ngay. Một số anh em C11 cùng bám theo tôi về tuyến sau. Trong số này có thằng Hùng bạn tôi, cùng đoàn với tôi ở C11. Trên đường về, nó nói hết với tôi những gì đã xảy ra với C11 ngày hôm nay. Chuyện tăng thiết giáp của ta đánh lên bờ tường ủi không được, thiết giáp cháy như thế nào, thương vong C11 ra sao, lính Hà Nội ai còn ai mất của trận đánh này, anh em Hà Nam Ninh còn mấy thằng tại C11, vân vân. Khoảng 8 giờ tối, tôi móc đơn vị lên đến nơi. Anh Hồng cho dắt B1 vào vị trí chính giữa đội hình, B3 bên cánh trái, B2 bên cánh phải. C2 chúng tôi là mũi chính diện của D. C2 luôn là anh cả của đội hình D7 trên tất cả những trận đánh hay hành quân tác chiến ngày trước và cả sau này. Khẩu đại liên nằm giữa đội hình do anh Trung A trưởng đảm nhận. Cối 60 do anh tập chính trị viên phụ trách lùi lại sau 100 mét. Phía trên địch cũng im lặng. Trận địa trước đây đã có một trận đánh rất lớn từng xảy ra. Nhiều người lính tình nguyện Việt Nam đã mãi mãi nằm lại nơi đây ở tuổi 18 đôi mươi. Bên hướng sư 2 và trung đoàn 141 sư 7 thỉnh thoảng rộ lên tiếng súng với những đường đạn lửa vạch đường. Vài ba quả đạn cối, mấy phát DKZ trong đêm rồi im hẳn. Cả hai phía ở thế ghìm chân nhau. Cả hai bên đang lặng lẽ củng cố lực lượng của mình, hứa hẹn với nhau trận đánh ngày mai sẽ quyết tử. Bên quyết đánh và bên quyết giữ, kẻ nào mạnh hơn, kẻ nào lì hơn, đó là người chiến thắng.
lính D7 chúng tôi lao vào củng cố hố chiến đấu. Tôi phải chạy hết bê này qua bê khác, kiểm tra tình hình, rồi về báo cáo C trưởng. Không cần phải thúc ép, anh em tự giác đào hầm hố chiến đấu ngay. Không ai dám lơ là chuyện đào hầm hố lúc này cả. Họ cũng nhận được hầm hố chiến đấu của anh em D9 để lại, nên chỉ củng cố thêm thôi. Tôi cũng tự tìm vị trí đào cho mình một cái hố chiến đấu. Đất rắn quá, cái xẻng Mỹ mới tinh của tôi cũng phải cong lên cái phần cán. Chỉ được cái gọn, chẳng tốt bằng đồ lính Việt Nam mình. Khoét mãi, tôi cũng được cái lỗ để chui xuống. Nếu cúi hết cỡ, cũng âm xuống mặt đất mấy xăng ti. Tới đó, vừa đói vừa mệt, tôi không thèm đào hố nữa. Mặc xác nó, chết thì thôi, hầm với chả hố. Mở ba lô ra, tôi tìm gói mì tôm bóc ra ăn sống, nhai rau ráu. Nhìn qua bên cạnh, anh Hồng cũng lom khom đào hố chiến đấu cho mình. Khoảng 12 giờ đêm, pháo ta từ hướng phía sau bắt đầu khai hỏa. Lúc đầu, 4-5 khẩu cùng bắn, chi viện cho thẳng hướng C2 chúng tôi lên bờ tường ủi. Sau đạn giải dần từng khẩu bắn một. Nhát gừng từng viên cứ nhè bờ tường ủi trước mặt mà nã. Trong ánh chớp của đạn nổ, tôi nhận ra rằng bờ tường ủi là một con đê dài nằm ngang. Chẳng biết nó đã bắt đầu và sẽ kết thúc ở đâu. Con đê này, nó là chiến địa. Nó là quyết chiến điểm. Ngày mai, chúng tôi phải chiếm giữ bằng mọi giá. Win Win Việt Nam trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.